Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Chuyện Ma Làng Sầu Riêng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sớm tinh mơ tại ngôi đằng có cái tên khá đặc biệt, đó là sầu riêng. Chẳng là cái tên này được bắt nguồn từ chính thứ cây ăn quả mà dân trong làng chủ đạo trồng khắp làng, chính là cây sầu riêng. Không biết từ khi nào người dân ở làng này đã nuôi trồng loài cây ăn quả rất ngon, có mùi rất đặc trưng mà không phải ai mới đầu động tới cũng có thể ăn được. Vì vậy cho nên khi đi vào trong ngôi làng, thứ đầu tiên mà người ta trông thấy là những cây sầu riêng cao vút. Chính vì thế nơi này trở nên khá đỗi nổi tiếng, khi mà khách du lịch cũng hay kéo về đây để tham quan vào các thời điểm như mùa thu hoạch quả hoặc thời gian mà hoa sầu riêng đang nở rộ. Cũng nhờ vào việc ấy mà ánh sáng văn minh đang bắt đầu len lỏi kéo về, cuộc sống của người dân cũng thêm phần được tốt hơn. Năm nay điện đóm cũng được nhà nước đầu tư rồi kéo về làng, giúp bà con có được ánh sáng vào buổi tối, cũng như là dùng cho các mục đích khác, khiến cho ai nấy đều phấn khởi không thôi. Ngôi làng vốn dĩ bao năm bình yên, con người chân chất thật thà, sống với nhau hiền hòa tình làng nghĩa xóm, thì sắp tới đây lại suýt nữa phải đối diện với thứ tâm linh ma quỷ, cũng vì vô tình chạm vào điều cấm kỵ. Trời tờ mờ sáng, ở đầu làng dáng của một cô gái kéo cái vali kêu rụt rọt trên mặt đất, đôi lúc nó còn nảy lên do đường đất gồ ghề. Đi bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, trông giống như người ở thành phố. Đó là ông Siêm và cô con gái 17 tuổi tên là Giang mới trở về làng. Ông Siêm năm nay 50 tuổi, vốn là người ở làng này, nhưng đã ra ngoài làm ăn trên thành phố, lâu lâu mới quay trở về. Tuy nói là sống ở thành phố và nhìn cách ăn mặc kia, ai đầu mới gặp cũng sẽ nghĩ ông này phải là người giàu có sung sướng lắm. Thế nhưng thật ra thì ông không phải như vậy. Ông ra đời làm ăn, sau đó quen được một người con gái, rồi tiến tới hôn nhân lúc hơn 30 tuổi, khi sự nghiệp vẫn chưa phải có gì quá khởi sắc. Đau lòng hơn là khi Giang vừa được sinh ra, thì mẹ cô bé cũng vì kiệt sức, chưa kịp vui mừng chào đón cô con gái đầu lòng, thì ông Siêm đã phải nhận một nỗi đau quá lớn khi mất đi người mà ông yêu thương hơn cả bản thân của mình, người đã cùng ông vượt qua bao sóng gió để có thể đến được với nhau. Giang mới sinh ra còn đang khát sữa mẹ, nhưng chẳng một lần được uống giọng sữa ấy. Thời gian đầu ông Siêm gần như suy sụp, khóc ngày tới đêm, cạn cả nước mắt. May mắn trong một lần say rượu, ông mơ thấy vợ của mình xuất hiện rồi nhắc nhở ông phải sống thật tốt, chăm lo cho cô con gái là kết quả tình yêu của hai người. Chỉ sau giấc mơ ấy, ông Siêm lập tức lấy được lý trí, không sa chân vào con đường rượu chè để hủy hoại bản thân. Ông đứng lên tiếp tục công việc mình đang làm. Chỉ một chút nữa thôi, sự ra đi của vợ cũng đã làm ông mất đi cả tinh thần rồi nát rượu, thì cả ông và con gái chắc chắn sẽ khốn khổ cùng cực. Thương con sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng, ông Siêm chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Ngay cả hiện tại khi Giang đã khôn lớn chuẩn bị vào đại học, trong tâm của ông hình ảnh của người vợ quá cố vẫn luôn còn đó, chẳng bao giờ phai nhạt, không một ai có thể thay thế. Qua nhiều năm gồng gánh thức khuya dậy sớm, cuối cùng ông Siêm cũng thành công trong công việc. Từ đó có một cuộc sống tốt hơn, lo cho Giang đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Và còn cho cả ông cụ Tuất, chính là cha ruột của ông, năm nay tuổi cũng đã ngoài 70. Vốn đã lâu vì bận công việc, thành ra không có thời gian để trở về quê nhà. Hôm nay khi sắp xếp ổn thỏa, ông mới dẫn con gái về quê. Vừa hay lại đúng vào thời điểm sầu riêng trong làng đang chín rụng dần dần. Bước trên đường làng nhìn quanh đã hàng chục bóng cây sầu riêng đang tỏa ra mùi hơm ngào ngạt. Ông Siêm bồi hồi những ngày còn bé, cùng cha chăm sóc vườn sầu riêng. Cương mặt của ông hiện lên một sự thoải mái.
Cũng đã lâu rồi bận bề công việc, hôm nay ông mới được cảm nhận lại cái thứ mùi vị nhẹ nhàng bình yên này. Nhắm mắt tận hưởng không khí trong ngôi đàng vốn đang hết sức thân thuộc, ông Sim lại như đượm buồn khi nhớ lại hình ảnh của người vợ đã mất khi cô mới về đây để chuẩn bị cưới hỏi. Mở mắt ra nhìn cô con gái đang nhẹ nhàng bước đi đằng trước. Giang năm nay mới 17 tuổi, dáng người trẻ trung xinh đẹp như mẹ của cô vậy. Ngay cả tính tình ông Sim cũng thích con gái giống mẹ như đúc, khiến ông cũng vừa buồn vừa vui trong lòng. Nhìn bóng lưng của Giang đi đằng trước, ông Sim không khỏi cảm thấy quen thuộc, giống y như người vợ của mình. Miệng của ông bất giác lại lẩm bẩm gọi tên của vợ. Lệ à, anh nhớ em. Nói rồi thì nước mắt của ông lại trào ra trong vô thức, rồi lại vội phải lau đi. Giang kéo cái vali đi đằng trước quay lại nhìn ra sau, thấy được hành động của bố thì tiến lại. Bố nhớ mẹ về không à? Ông Sim nhìn con gái mỉm cười, không ngăn được giọt nước mắt đang chảy ra, ông liền đáp. Bố nhớ mẹ con lắm. Giang mỉm cười rồi đáp. Bố đừng có khóc, mẹ biết mẹ lại buồn đấy. Mẹ biết là bố thương mẹ rất nhiều mà. Nói xong Giang quay lưng lại tiếp tục ung dung bước đi, làm ra vẻ hồn nhiên. Phía sau ông Sim như vừa khóc vừa cười khi nghe con gái nói lắc lắc cái đầu, rồi lại tiếp tục bước đi. Giang thì nhìn như đang rất hồn nhiên, nhưng gương mặt của cô toát ra một nét buồn ẩn sâu. Cô gái vì nỗi đau mất mẹ từ khi mới sinh ra là một mất mát vô cùng to lớn. Nỗi đau đó sau khi cô lớn lên và hiểu chuyện thì cũng luôn nghĩ về người mẹ của mình, người mà cô chỉ thấy được qua những tấm ảnh không rõ nét. Thương ông Xiêm, cô cũng nhiều lần muốn bố đi thêm bước nữa để có người bầu bạn và khẳng định bản thân không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng ông Xiêm nhất định không nghe theo. Chính vì vậy cô lại càng thương bố của mình hơn. Giang biết tình cảm của ông dành cho mẹ lớn đến thế nào. Một thứ tình cảm khiến cho Giang mỗi lần nhìn thấy bố khóc cũng phải thầm chảy nước mắt. Về đến nhà công cụ Tuất, hai bố con cất đồ đạc rồi nghỉ ngơi, định sẽ qua thăm vài nhà người hàng xóm vào buổi sáng nay. Đúng như dự kiến, sau khi nghỉ ngơi một lúc, ông Xiêm bảo với con gái. Có chuẩn bị đi, mình qua thăm hàng xóm một chút. Cũng lâu rồi không có về, ở để người ta tới tận nhà mình thăm trước được đâu. Giang hiểu chuyện vâng dạ đáp. Dạ, bố đợi con một lát. Ông Sim gật đầu chuẩn bị mấy thứ quà cáp hai bố con đã chuẩn bị sẵn để mang qua mấy nhà chung quanh. Ở tại một ngôi nhà khác, người thanh niên đang nằm lết lát trườn qua trườn lại trên chiếc giường, lại nghe đâu đó vọng lại tiếng gọi. Thằng Lão, dậy mau không thì bảo. Tớ gọi mày từ sáng đến giờ rồi mấy lần rồi đấy. Mày không có chịu dậy đi làm hả con? Người thanh niên nằm trong nhà mắt vẫn còn nhắm nghiền, miệng há cả ra. Nước dãi chảy xuống, nghe được tiếng chửi đồng ở bên ngoài của bà mẹ. Mặt của nó nhăn lại, nói chẳng để cho ai nghe thấy. Gọi cái gì mà gọi lắm thế, không có để cho anh ngủ, đúng là tức chết mà. Thều thào xong các lại tiếp tục nằm im lặng, mặc kệ cho bà Biên, mẹ của mình muốn nói gì thì nói. Bà Biên đang giặt đồ ngoài giếng thấy trời đã nửa buổi, gọi mãi thằng Quý Tử năm nay 19-20 tuổi đầu chưa chịu dậy thì bất lực lắm. Bà lại tiếp tục làm việc chẳng thèm gọi nữa. Ở bên ngoài cửa nhà còn đang được khép hờ, có hai bóng người đang đứng đó. Người đàn ông chính là ông Sim. Ông gọi lớn vào bên trong. Bác Biên, bác Ngà ơi, có nhà không? Gọi xong ông im lặng chờ đợi. Ở ngoài giếng bà Biên còn đang vắt mấy cái áo vải, tập trung nghe thì có tiếng gọi. Bà dừng tay lại, đưa ánh mắt thắc mắc nhìn về phía nhà chính. Ông Sim nghe không có ai trả lời, thế nhưng vẫn nghĩ trong nhà có người, vì cửa chỉ được khép hở chứ không khóa. Ông lại tiếp tục gọi. Bác Ngà, bác Biên ơi, Lão ơi, có ai nhà không? Bà Biên lần này đang nghe rõ tiếng gọi, biết chắc chắn có người đang ở ngoài, mà vẫn chưa nhận ra giọng của ai. Tôi đây, ai vậy nhỉ? Chờ tôi một lát, đang dở cái tay. Trả lời xong, người bên ngoài bà lại hướng mắt nhìn về trong phòng của thằng Quý Tử rồi cất giọng. Cái thằng kia, mày không nghe có ai ở ngoài kêu nó hả?
mau dậy đi, ta lại cho một trận bây giờ. Thằng Láo nằm bên trong mơ màng nghe tiếng của mẹ nói. Nó nhăn nhó. Thằng này chẳng biết tại sao rất mê ngủ. Bình thường khi tỉnh táo cũng rất tháo vác mọi việc. Ấy mà một khi đã ngủ thì khó lòng có ai gọi dậy cho được. Duy chỉ có giọng nói của bà Biên là ăn sâu vào tâm trí của Láo. Mỗi lần bà chỉ cần cất tiếng thì dù có ngủ say bao nhiêu cả cũng tỉnh dậy. Còn ngược lại nếu là người khác, có gọi thế nào cũng khó mà lôi gã dậy được. Thế nên là nãy giờ ông Xiêm bà bên ngoài cửa gọi vào, mà Láo đang trong trạng thái mơ màng, thành ra chẳng biết là ai gọi. Bây giờ nghe chất giọng quen thuộc của bà Biên, gã tỉnh dậy rồi đáp. Con nghe rồi, để con ra xem nào. Ở bên ngoài bà Biên hừ lạnh, ráng dặn cho xong đống đồ. Đứng ở cửa ông Xiêm nghe cuộc đối thoại, mặt nghệt cả ra rồi lại lắc đầu. Giang đứng một bên mặt đỏ cả ra, lấy tay che miệng tủm tỉm cười. Thằng Láo nằm trong phòng giờ đây vươn vai dậy một cái, thất thểu bước ra ngoài. Cả người mặc bộ đồ cộc nhếch nhác, tóc tai bù xù, trên đôi mắt gì còn dính thành tảng sau giấc ngủ sâu, miệng hôi rình mùi nước miếng. Cả bước ra tiến về phía cửa, mắt nhắm mắt mở nhìn đường, tay cho vào trong áo, gãi gãi ngắp lên ngắp xuống. Có lúc còn nhăn mặt vì ánh sáng hắt vào từ mấy khe cửa. Đi được một đoạn gã lại vỗ tay vào miệng vì còn đang buồn ngủ. Đến gần cửa đang được khép hờ, Láo cũng biết ở ngoài có người thì mau chóng tiến lại ngáp ngáp rồi hỏi. Ai ngoài vậy? Thì bố mẹ cháu việc gì không? Đưa tay lên kéo hẳn cánh cửa ra, Láo thấy đứng đó là hai bóng người có chút quen thuộc. Nhưng vì mắt còn đang buồn ngủ để bị ánh sáng làm cho chói quá không nhìn rõ. Gã chớp chớp liên tục để tỉnh táo lại, thì ánh mắt mới có thể rõ ràng hơn. Cương mặt của gã liền nghệt ra miệng ú ớ, mắt căng tròn nhìn vào bóng người trước mặt. Láo không hề để ý tới ông Xiêm đang trả lời. Láo hả con? Chú sang hỏi thăm gia đình. Chẳng bận tâm mắt của thằng Láo vẫn dán chặt vào người con gái xinh đẹp, không quá xa lạ ở trước mặt. Gương mặt ấy làm cho nhịp tim của Láo đột nhiên tăng lên. Đôi bàn tay nhanh chóng mất cảm giác khi nhìn vào gương mặt ấy. Một tay đang nắm cái quần khá rộng, không được cột chun vô thức thả ra. Ngay lập tức cái quần vì rộng quá mà không được giữ, liền rơi xuống, để lộ ra một khung cảnh ối rồi ôi của thằng thanh niên mới lớn. Láo nghe tiếng hét của cô gái thì giật mình tỉnh dậy, vội cúi xuống kéo cái quần lên, mặt biến sắc trong đầu suy nghĩ. Thôi chết bỏ mẹ thôi rồi. Giang vừa nhìn thấy cái quần rớt xuống lập tức che mắt lại la lên, mặt đỏ bừng quay về phía khác. Thằng Láo túm vội cái đúng quần lên, đã nhận ra người đứng đó là ai, miệng cười khổ rồi bảo. Con chào chú à, chào em, hai người vào nhà đi à. Láo đỏ cả mặt vì cái sự cố vừa rồi, may mà bên trong còn mặc thêm cái quần nhỏ, chứ không biết úp mặt vào đâu. Vừa rồi mà bị cô gái còn là người gã thích lâu nay nhìn thấy cái cảnh tượng không hay như vậy, chắc cả đời này chẳng bao giờ dám nghĩ tới cái chuyện làm quen được với Giang nữa. Chẳng là suốt từ ấy cho đến giờ, Giang lâu lâu vẫn về đây, hai người cũng có gặp qua. Thằng Láo ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích Giang, nhưng mà ngặt nỗi cô ở xa lâu lâu mới về, đâm ra chẳng có cơ hội nói chuyện. Nhưng với gã, cái tình cảm dành cho Giang luôn luôn tồn tại trong đầu, cho nên chẳng bao giờ muốn quen với ai. Tình cảm còn chưa đến được đâu, chẳng biết Giang có thích mình hay không. Vậy mà hôm nay khi cô trở về, đã suýt nữa phải chiêm ngưỡng công cụ làm việc của gã, thì chỉ có nước mà chui xuống ba tấc đất. Còn may trong cái rủi lại có cái may, mọi thứ chưa đi quá giới hạn. Láo chỉ còn biết cười khổ cho qua chuyện. Ông Xiêm chào hỏi mẹ con bà Biên một lúc rồi cũng xin phép ra về. Chưa gặp được ông Ngàn vì ông còn đang đi làm. Giang trở về Láo mới ngồi mệt mặt, trong lòng thấp thỏm không yên về cái chuyện ban nãy. Dù chưa phải quá giới hạn, nhưng như vậy thôi cũng đủ để cho gã mất mặt với Giang rồi. Giờ thì chưa gây được ấn tượng đã tự làm bản thân mất điểm. Gã nhìn xuống cái quần của mình nhăn nhó rồi tự trách. Còn mẹ mày cái quần phản chủ này chứ, tụt lúc nào chả tụt, mày lại tụt ngay cái lúc ấy có khổ ta không? Chỉ xong Láo lại nghĩ tới chuyện đó mà tiếp tục cau có,
muốn đội cả cái quần lên đầu. Đang vùi đầu bứt tai thì nghe có người bên ngoài chạy sộc vào miệng liến thoắng. Ôi mày ơi, có rồi lão ơi. Nghe giọng nói quen tai, lão ngẩng mặt lên nhìn về cửa, mau chóng nhận ra dáng của thằng thanh niên khác đang chạy sộc vào rồi tiếp tục. Lão ơi lão, có rồi làm sao đây? Mặt đực cả ra, thằng lão chẳng hiểu cái gì hỏi lại. Ủa cái thằng này, có là có cái gì? Mà ăn phải bà chó sao mày nói năng điên thế? Thằng bên cạnh mặt gấp gáp vẫn còn nói những câu để khó hiểu. Có rồi mày ơi, có rồi làm sao đây mày? Lão nghe vậy thì bực mình. Có cái gì là có cái gì? Mày giỡn mặt tao đó à? Ăn cái gì mà nhây thế thằng này? Người đó là thằng thanh niên ngang tuổi của lão tên là Lếu, miệng tiếp tục sốt sắng. Thì ta bảo có rồi, mày hỏi cái gì vậy cái thằng ngu? Nói là nói thế mà không hiểu hả? Một cái vả vào mặt vang lên làm cho lão mặt đầy tức tối nhìn bạn. Mẹ cái thằng điên này, mày tát tao cho tỉnh hả? Ngáo đòn hay gì? Mà có là có cái gì? Nhà mày có người chết hả? À nhầm, có ma ám hả? Ủa lộn, có chuyện gì vui hả? Thằng Lếu sau cú tát của bạn thì mặt nhăn như đít vịt, đưa tay lên suýt xoa rồi bảo. Đau quá thôi, mày làm cái gì mà tát tao đau dữ vậy? Mảnh tí nữa là tao nghi ngờ nhân sinh luôn rồi đấy. Lão hừ nhẹ hỏi. Thằng Lếu sau đó mới nhận ra nãy giờ mình ăn nói xả lơ thì cười ầm ầm xin lỗi. À chết, ta xin lỗi. Mà lần sau mày tát nhẹ thôi nhá. Mẹ cái thằng tát gì mà muốn nhìn thấy kiếp trước vậy? Thế là cái chuyện gì? Mày nói mau. Có rồi mày à? Ô cái thằng này mày bị điên hả? Từ từ ta nói cho mày nghe. Làm cái gì vội thế? Sống chậm thôi. Xong Lếu hắng giọng rồi kể. Thì là cái mi nhà ở cuối làng con bà Men người yêu của tao ấy, nó có bầu. Bây giờ tao phải làm sao đây? Hay là mày qua đó hỏi cưới nó giúp tao được không? Một cú tát lại va thẳng vào mặt, khiến cho Lếu tỉnh hẳn sau câu nói của mình. Giọng của lão tức tối muốn điên lên. Ô mày bị điên hả? Mày tự nhiên bảo tao qua đó cưới nó. Tao làm gì nó mà mày bảo tao cưới nó hả? Lếu được mặt ra suy nghĩ, rồi mới đớ người ra cười cười. Chết tao quên. Lo quá nên là xin lỗi được chưa? Mà cái mi nó có bầu rồi mày ạ. Phải làm sao đây? Lão sau cái sự việc ban nãy, thậm chí còn chưa ổn định lại thốt ra vài câu. Thì có bầu rồi bảo nó mua tôm về mà nấu canh cho nó ngon. Thế mà cũng hỏi tao. Thằng Lếu đần cả mặt chẳng hiểu bạn mình đang nói cái gì. Nó đơ cái mặt ra giọng để thắc mắc. Hả? À, có bầu mà nấu canh tôm ăn ngon hả? Ờ, à, để ta bảo em ấy nấu ăn tầm bổ. Lão gật đầu rồi bảo. Đúng, cái món này là ngon số một đó. Không nghe mấy cụ nói là dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chăn vợ húp gật đầu bảo ngon à? Lếu nghe bạn nói ra một câu để vần điệu, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mà tỏ ra tâm đắc lắm. Đoạn bảo. Thì có bầu nấu với tôm là ngon rồi. Thế còn có cái chuyện cái bầu đó là lợn của tao thì phải làm thế nào nhỉ? Bây giờ lỡ vỡ lẽ ra, chưa kịp nấu đã ăn đòn rồi đấy. Lão bắt đầu ngờ ngợ ra lời của thằng Chí Cốt. Này, mày nói vậy là sao? Bầu bầu của mày là sao hả? Mày cũng biết trồng cây cho ra quả bầu được luôn nữa hả? Lếu lắc đầu nghiêm mặt. Thì tao trồng, cơ mà tao trồng khoai. Thế thì sao lại ra quả bầu? Mày bị dở hả? Lếu lướt ánh mắt đầy bí ẩn nhìn bạn rồi cất giọng thâm hiểm. Mày vẫn chưa hiểu hả? Là em ấy có bầu với tao, có con ấy. Bầu với khoai gì cái thằng đần. Thằng lão nghe vậy thì phụt cả nước miếng ra ngoài, mặt căng đét muốn lòi hẳn ra. Cái gì? Cứ mà có con với mày hả? Lếu vội che cái miệng của bạn lại ú ớ. Cái con mẹ mày, bé bé cái mồm thôi, người ta nghe hết đi bây giờ. Lão sau một hồi lấy lại bình tĩnh rồi nhỏ giọng. Ôi bạn ơi, sao bạn ngu vậy không biết hả bạn? Thế bây giờ lỡ có rồi thì hỏi cưới đi chứ còn gì nữa. Lếu vỗ tay đèn đét vào đùi của mình rồi căng thẳng bảo. Thì ai mà không biết như thế. Thế cơ mà tao cứ nghĩ tới ông mắm bố của nó, tao lại sợn cả gai ốc. Bây giờ qua đó bảo em nó có bầu, có khi lại còn bắt đi mua tôm về nấu canh đó. À chết lộn, à ăn đòn như xương chứ cứ hỏi cái gì. Thằng lão nghe rồi ánh mắt cũng chuyển sang đăm chiêu. Ờ nhỉ, ông ấy dữ lắm đây. Liếc qua cái thân người thằng anh em từ bé đến lớn của mình,
Lão không ngừng chép miệng giọng nghi hoặc. Mà mày qua đó nó có khi ông ấy tẩn cho mày mấy phát á, người chẳng còn lại cái khỉ khô gì cả. Người thì như là cái thanh củi bẻ phát là gãy, nói gì được cưới xin. Thôi được rồi, để từ từ tao nghĩ cách cho. Lếu gật đầu vui mừng. Thế mày cố nghĩ cách với tao nha. Tao đi chơi với em ấy đây, cảm ơn mày. Nói xong chẳng kịp để cho thằng lão phản ứng gì cả, Lếu đứng dậy quay lưng bỏ đi, nhìn cứ như là chưa có chuyện gì. Lão ngồi đó mồm há ra chẳng u ớ được gì, mãi thì mới tỉnh lại trời. Ồ cái thằng mất dạy này chứ, thế này chẳng khác nào mày ăn ốc, lại bắt ông đổ vò hả, cái thằng khốn nạn. Mấy hôm sau tại một triền đồi gần con đập của làng Sầu Riêng, lão sau mấy hôm chạy sang hỏi thăm rồi đánh tiếng hẹn hò đi chơi, thì cuối cùng Giang cũng đồng ý gặp gã vào đêm nay. Chẳng biết Giang có tình cảm gì với lão hay không, thế nhưng mà sau khi gã cố gắng tìm cách thuyết phục thì cô cũng siêu lầm. Nhận được lời đó mà lão ngay lập tức chìm trong men tình, cười toát cả mồm không ngậm được. Nói thêm về lão và Lếu, hai thằng này chơi với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ. Trong nhóm còn có thêm một thằng nữa là Long, cũng là thằng chuyên đầu sỏ mấy vụ ăn trộm vật ở trong làng. Ba thằng này nổi tiếng nhờ chính cái tên của chúng gộp lại thành bộ ba Long Láo Lếu. Ngoài cái danh hiệu tuyệt vời ấy, chính cái tên và từ bé tụ tập với nhau đi ăn trộm vật hoa quả của mấy ngôi nhà trong làng. Phải nói là nhiều lúc người dân cũng ngán ngẩm ba thằng quỷ mất dạy. Thế nhưng khi bắt được cũng chỉ nhắc nhở vì chúng chỉ ăn trộm hoa quả trồng trong vườn nhà, chứ chẳng bao giờ gây thiệt hại gì lớn. Chính vì vậy dân làng dù biết chuyện trộm vật nhưng cũng không ghét bỏ gì, ngược lại nhiều lúc còn chửi vài câu cho vui. Chúng mày cứ liệu cái thần hồn đấy nhá, tao mà bắt được á, ở cái cây nào á, ta bắt gặm trụi cây đó. Một trong ba thằng nghe vậy thì đáp, bác nói gì kỳ vậy, cháu có làm gì đâu, ngoan ngoãn thế này cơ mà. Bộ bà lòng láo lếu, ngoài cái tật trộm vật ấy ra thì lại vô cùng ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn, phụ giúp gia đình, còn được cái vẻ ngoài đẹp trai sát gái, khối cô trong làng phải đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy. Ban ngày cả ba đi làm, tối đến lại bày trò quậy phá, trộm vật hoa quả, mãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa bỏ được. Nửa đêm trăng thanh gió mát, đôi lúc con gió thoảng qua sen lạnh. Ngồi trên triền đồi phẳng phất đâu đó mùi sầu riêng, hai bóng người một nam một nữ ngồi cạnh nhau. Lão vì ngại quá chưa dám nhìn cô gái đi cùng, mà lại đang ngẩn ngơ chú ý về một đoạn cỏ khác, từng nghĩ ở trong đầu. Lại có ai làm gì đó rồi nhỉ? Dưới ánh trăng mờ tỏ, lão thấy một khoảng cỏ khác có dấu hiệu như là người đã lăn lộn, lầm còn nằm sạt cả xuống. Nhìn kỹ thấy có lẽ chuyện đó cũng đã cách đây một thời gian. Ngần ngại một chút, lão lúc này quay sang thì thầm nói với Giang. Cái chuyện hôm trước, mong em bỏ qua cho anh nhá. Tại anh mới ngủ dậy cho nên... Giang ngồi đó khẽ quay mặt đi, mặt đừng hồng nhưng cả không thể thích được. Đoàn cô chỉ khẽ gật đầu rồi nhỏ giọng. Anh đừng suy nghĩ nhiều, không có sao đâu. Nghe giọng nói để ngại ngùng và nhẹ nhàng của Giang, lão như chết đứng ở trong lòng. Nó quá dễ thương, đặc biệt còn ở trong cái không gian để lãng mạn như vậy. Không nhìn thấy mặt của cô, nhưng gã chỉ cần nhìn mái tóc kia cũng đủ rạng rực trong người. Lão nghĩ gì đó rồi bảo. Em không giận thì mừng lắm. Giang này, thật ra anh thích em lâu lắm rồi đấy. Nói xong vì ngượng quá mà phải quay mặt sang một bên, không dám nhìn Giang nữa. Tim đập thình thịch, người nhũn cả ra, răng môi cắn chặt vào nhau chờ đợi. Cô ngồi bên cạnh vẫn chỉ khẽ ửng đỏ ngay gò má không nói gì. Lão lấy thêm một chút can đảm rồi nói tiếp. Anh tuy không giàu... Mới nói được nửa câu, gác quay đầu lại, nhìn cô gái trẻ cứ mặt run rẩy, đột nhiên cả da ú ớ lắp bắp. Mặt đầy ngạc nhiên rồi tiếp tục ngoái nhìn chung quanh tự hỏi. Đi đâu rồi nhỉ? Tìm kiếm một hồi chẳng thấy Giang đâu, lão nhăn mặt tự hỏi lý do vì sao cô biến mất nhanh như vậy. Chẳng lẽ là vì Giang không thích gã sao? Nhớ lại câu nói vừa rồi còn chưa nói xong, lão tự đầm bầm. Chẳng lẽ... Nghe tới việc Giang vừa nghe được hai chữ không giàu cho nên bỏ về, lão cảm thấy buồn bực trong lòng.
Không tin được cô lại là con người như vậy. Lão thầm trách, người thành phố là như vậy sao chứ. Ngoái nhìn chung quanh thêm một lần nữa, vẫn không thấy Giang đâu. Càng nghĩ cô thực sự đã bỏ về, vẻ mặt đầy thất vọng. Lão như chết ở trong lòng một chút. Sự buồn bã trong lòng khiến đầu óc của lão mù mờ, không nghĩ tới việc tại sao Giang lại biến mất như vậy. Đứng dậy định dọn dẹp trở về với một vẻ mặt buồn thảm, sau mối tình chưa chớm đã tàn, thì bên tai của lão nghe được tiếng gì đó kỳ lạ. Mắt nhìn chăm chú, miệng thở ra vài hơi, lão chẳng thấy chung quanh có ai. Chỉ có ánh trăng đang chiếu vào mặt nước phía xa và những nhành cây ngọn cỏ đung đưa theo từng nhịp gió. Nghĩ là mình nghe nhầm, lão cúi xuống thu dọn mấy thứ đồ mang theo để trở về nhà. Tiếp tục nghe đâu đó có tiếng bước chân đang dậm trên thảm cỏ. Lần này nó rõ ràng và lâu hơn so với bàn nãy. Cũng không quá sợ hãi, lão nghĩ là Giang cất giọng hỏi. Là em về không Giang ơi? Tự nhiên em đi đâu không nói với anh một tiếng vậy? Tiếng chân lê trên thảm cỏ còn văng vẳng từ phía nào đó. Thằng lão vẫn chỉ gấp lại tấm vải đang mang theo để trải ra ngồi, chứ không chú ý cho là Giang đi đâu đó vừa quay lại. Dọn xong mọi thứ, tiếng bước chân cũng đã dừng hẳn. Lão lúc này mới đứng dậy, cầm đồ trên tay ngó nghiêng chung quanh. Tiếng bước chân vừa rồi nghe được đã mỗi lúc một gần và dừng lại đâu đó. Thế nhưng giờ đứng dậy lại nhìn chẳng có ai. Mặt đần cả ra, gã ngơ ngác hỏi. Ủa, lại đi đâu rồi? Vừa mới ở đây cơ mà. Tiếp tục kiểm tra tứ phía, lão vẫn không thấy Giang đâu hay là bất cứ người nào. Cơn gió từ đâu thoảng qua làm cho gã rùng mình. Bây giờ cái khung ảnh mà lão cảm nhận được sự lãng mạn khi dẫn một cô gái ra đây để tỏ tình đã không còn như vậy nữa, mà lại có chút đáng sợ, lạnh cả sống lưng. Ngay tới việc vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng bước chân xào xạc đi đại chỗ của mình, bây giờ lại không có ai. Lão có tìm kiểm tra cách mấy cũng không thể nào hình dung có ai đó đang ở gần mình. Quá nhanh thôi, không gian thôi lãng mạn kia đã biến đổi thành một nơi có phần kinh dị, rợn rợn người. Kèm theo đó là một sự kiện dị thường khiến thằng lão bất giác nổi da gà da vịt. May mắn các không nhìn thấy thứ gì quá mức khủng khiếp, chứ không lại vỡ tim ra mà chết. Quay lưng chuẩn bị rời đi, lão tiếp tục chú ý đến cái nơi có dấu hiệu của sự việc dày xéo, khiến thảm cỏ sập cả xuống, mà trong lòng hiện ra một chút cảm giác sợ sợ khó thở. Như thể ở đó đang toát ra một không khí ngột ngạt, thế không khí ấy còn muốn bóp nghẹt những ai người thấy. Không muốn chú ý đến nó nữa, lão lúc này quay hẳn mặt bước đi. Chân của gã dậm vào cỏ cũng phát ra âm thanh xào xạc, y hệt như vừa rồi nghe được. Mới bước được một bước, đoạn lão dừng chân ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Tiếng gì vậy? Để chắc chắn xem mình có nghe nhầm hay không, gã dậm nhẹ chân vào thảm cỏ có cả lá khô. Âm thanh phát ra từ đó hoàn toàn bình thường. Cơ mặt lại giãn ra, lão quay đầu lại tiếp tục bước đi. Nửa đêm tại triền đồi phủ đầy cỏ dại, tiếng bước chân dậm vào thảm cỏ dính cả lá khô vang vọng, do mọi thứ chung quanh đã chìm vào yên tĩnh. Lão bước thêm được mấy bước thì dừng lại hẳn, cơ thể run rẩy đưa ánh mắt muốn dại cả đi vì sợ. Bên tai của gã từ nãy đến giờ, lẫn trong bước chân của mình, còn như có người khác đang bước sau lưng. Gã dừng chân lại, ngoái ra đằng sau lại chẳng thấy ai. Tất cả vẫn chỉ là mấy ngọn cỏ được ánh trăng chiếu sáng và một khoảng không gian rộng rãi trên triền đồi. Đâu đó còn có tiếng mấy con dế thì nhau rít lên. Đứng tại chỗ dù không thấy ai sau lưng, lão vẫn không thể giảm đi nỗi sợ trong lòng. Từng hơi thở để áp lực, ánh mắt của lão lúc này càng trở nên căng thẳng. Tuy cũng khá bản lĩnh, thế nhưng trong tình cảnh này, lão không thể không sợ cho được. Thứ hiện hữu ở đây khiến cho gã vô cùng áp lực, chỉ muốn bỏ chạy mà chân tay cứng đờ không thể cử động. Chẳng để cho hắn đợi thêm, ngay sau lưng của lão vừa có tiếng chân ai đó dậm mạnh vào thảm cỏ cùng với mấy cái lá khô. Lão dùng mình quay mắt lại, chú mắt nhìn ra xem có ai ở đó hay không, thì nhanh chóng tái mặt đi, mắt trợn ngược cả lên, người vô lực đổ gục xuống đất ngất lịm, miệng chỉ kịp la lên đúng một chữ: ma. Hôm sau lão tỉnh dậy khi sau một đêm ngủ ở trên triền đồi, cả người của gã run rẩy không ngừng.
vì lúc đi chỉ mang đồ khá mầm, lại nằm ở đây hẳn một đêm, chẳng có chăn màn gì cả. Cả người của lão lúc này rét run. Gã đưa tay gãi gãi vì bị muỗi cắn đầy người, ngứa ngáy chẳng thể nào chịu được. Chị óc lúc này mù mờ chẳng nhớ được quá nhiều chuyện xảy ra. Mặt tỏ ra thất vọng, lão đứng dậy gãi gãi thêm một lúc rồi quay lưng bước trở về. Cơ thể không ngừng run rẩy. Hôm ấy gã cũng không đi làm mà chỉ nằm thu mình trong phòng, chẳng muốn gặp ai. Một ngày trôi qua một cách thầm lặng. Sẽ lúc này đã tối, tại nhà của Lếu ông khóm đang nghỉ hội làm gì đó trong nhà. Chẳng là điện đóm vừa được kéo về đây, giúp dân làng phấn khởi không thôi. Tuy nhiên đôi lúc vẫn gặp phải vài vấn đề. Trời đã tối sầm, ông khóm mới lại để bật công tắc đèn cho sáng, thì lạ thay nó chẳng chịu sáng. Ông liền lẩm bẩm: lạ nhỉ, sao lại không có điện chứ? Loay hoay một hồi điện vẫn không sáng, mà nhìn sang mấy nhà bên cạnh đèn lại sáng trưng. Ông khóm biết chắc lại gặp sự cố. Cơ bản thì ông khóm cũng là người thông minh, cho nên mấy người thợ kéo điện vào nhà cũng có hướng dẫn ông làm một số chuyện cơ bản. Lập tức đi vào góc nhà, bắc cái ghế lên, tắt cây cầu giao tổng mà người ta gọi là cái automat, theo như mấy anh kia dặn. Mỗi lần muốn làm gì về điện thì phải tắt nó đi cho an toàn. Tắt xong ông mới an tâm đi xuống quay lại chỗ bóng đèn ở giữa nhà. Vặn cái bóng đèn ra, ông khóm ngay lập tức hiểu được nguyên nhân nó không sáng. Vì một đoạn dây điện đã bị đứt, ông lúc này liền than: trời ạ, mới xài được có vài hôm đã đứt thế này chứ. Theo hẳn nó ra, ông suy tư nhớ lại những gì đã được hướng dẫn, rồi bắt đầu lấy dụng cụ ra vừa làm vừa bảo: làm như này này. Đang mải mê sửa lại cái bóng điện, thằng Lếu đi đâu về. Vào trong nhà thấy tối thui, nó liền nhìn vào bóng lưng của ông khóm: ủa bố, sao tối rồi bố không có bật đèn? À, cái bóng đèn nó không có sáng, bố đang sửa. Mới dùng được có vài hôm nó hỏng hả bố? Ờ, nó hư rồi, bố đang sửa lại. Tự nhiên đang dùng ngon lành chẳng có sáng nữa, đúng là... Lắc đầu ngắn ngẩm, Lếu đi chung quanh quan sát bố mình, rồi vô tình nhìn vào cái automat để góc nhà thì cảm thấy có điều gì không đúng. Vốn ở vùng con chữ chưa mấy được tiếp cận với cả mấy cái thứ này, nhưng trong trí nhớ của gã hiện lên một hình ảnh gì đó trước đây từng thấy qua. Chả là thằng này dạo cách đây 1-2 năm thì có đường lên nhà ông chú ở trên thành phố chơi mấy tháng hè, cho nên gã cũng biết đến điện đóm. Thành ra Lếu cũng đã nhìn thấy cái automat mà người ta dùng ở trên ấy. Lúc này nhìn cái automat trong nhà mình thì cũng không khác mấy, thế nhưng có gì đó lạ lắm. Cố gắng nhớ lại xem trước kia mình đã nhìn thấy nó thế nào thì mặt bắt đầu tái đi, nước da biến đổi nhợt nhạt vì dần nhớ ra gì đó. Trong trí nhớ của Lếu, cái automat trên thành phố mỗi lần người ta muốn làm gì liên quan đến điện đóm buộc phải tắt cái cầu giao tổng đi để an toàn, đặc biệt là với những người không quá am hiểu về điện. Nhớ lại ngày đó khi ông chú của Lếu tự mình sửa điện, ông ấy cũng tắt cái automat đi, thế nhưng cái hướng của automat là dập xuống dưới. Còn bây giờ Lếu lại đang nhìn thấy ở trong nhà mình là hướng lên trên. Nhận ra điểm sai gì đó, cái liền đầm bẩm: trời đất ơi, sửa điện mà không tắt cái đó đi nó giật chết. Mặt của Lếu đầy sự lo lắng tiến lại định dập cầu dao tránh để ông khóm bị điện giật. Ông đang mải mê nối lại sợi dây điện chẳng để ý được thằng Quý từ sau lưng đang làm gì suýt nữa đã giúp ông về chầu ông bà sớm hơn vài chục năm. Phía sau Lếu vẫn bước đi hướng thẳng về góc nhà nơi đặt cây cầu giao tầm. Gã chắc chắn điện ở trong nhà chưa được cắt sẽ rất nguy hiểm vì nó đang hướng lên trên. Ấy mà chuyện nào có phải như vậy. Thật ra ông khóm ban nãy thực sự đã tắt nó đi rồi, nhưng nó lại ngược lại so với bình thường. Đợt trước khi mà người ta lắp điện đóm cho nhà ông, chẳng may thế nào lại lắp ngược cái automat, mà đến khi đã xong thì mới nhận ra. Mệt mỏi trong người cho nên người đó nghĩ rằng thôi dặn dò kỹ lưỡng gia đình là được. Và như vậy gã đã dặn với ông khóm là cái công tắc được kéo lên chính là điện trong nhà được cắt. Đúng là như vậy, từ nãy đến giờ ông khóm sửa điện có bị sao đâu. Được cái thằng con thật thà không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy sai là sửa. Gã đến nơi lập tức đưa tay đúng vào cái công tắc mà gạt xuống. Tiếng cái công tắc automat vang lên,
cũng là lúc sau lưng của gã một giọng thét lên muốn chết đi sống lại. Ê, cái gì vậy? Nếu giật mình sau tiếng hét của ông khóm đến quay đầu lại, đã thấy ông ngã xuống đất quằn quại miệng ú ớ. Trời đất ơi, cái quái gì vậy? Đau quá. Liễu ngẩn ra chẳng hiểu gì cả, vội chạy lại. Ô bố ơi, bố sao vậy? Bố làm kiểu gì mà ngã ra đất thế? Ông khóm vẫn lăn qua lăn lại ôm bàn tay của mình. Trời đất ơi, tôi chết mất thôi. Mà bố nơi nào ngứa tay bật điện lên thế? Quằn quại thêm một lúc, ông khóm nhìn về thằng con quý tử của mình. Ông bắt đầu nhận ra ai là kẻ gây nên chuyện này. Suýt nữa thì ông về chầu ông bà tổ tiên. May mắn vừa rồi ông chỉ nắm nhẹ cái đoạn dây để làm việc khác, nên khi Liễu bật công tắc chỉ bị giật một cái, giật mình ngã lăn xuống đất. Ông khóm nhìn vào thằng con trai cưng của mình rồi chửi. Mày làm cái gì thế? Thì con tắt cầu giao cho bố. Trời đất ơi, sửa điện mà không tắt nó đi nguy hiểm lắm. Hồi con lên nhà chú chơi đó, mỗi lần là chú sửa điện là phải tắt nó đi mới an toàn. Ai đời lại để nguyên nó vậy? Ủa, chị ta tắt rồi cơ mà. Đâu, bố làm gì con tắt đâu. Con mới tắt cho bố đây. Ông khóm bấy giờ đã bình thường lại, không còn đau nữa. Ông nghe vậy thì vào mặt của con. Mẹ cái thằng ranh con. Bố mày nhờn với mày hả? Tao tắt rồi mày mới dám làm chứ. Tao đâu có rảnh mà về chỗ ông bà sớm thế. Ủa chứ con mới tắt cho bố mà. Bố nhìn cái kia, kẻ tô mắc mới được gạt xuống rồi đó. Ông khóm nghe có chút khó hiểu liền bảo. Ủa chứ cái thằng thợ điện nó bảo là cái này gạt lên mới đóng cơ mà. Nãy giờ tao đóng rồi có làm sao đâu. Liễu nhanh chóng giải thích về việc này. Cuối cùng hai bố con mới hiểu ra cầu giao trong nhà của mình bị lắp ngược. Ông khóm tuổi đã cao, vì nghĩ cái nào cũng vậy cho nên quên không dặn con trai, vì tưởng nó cũng đã biết. Trời đất ơi, vậy mà suýt nữa hại tao đi chầu Diêm Vương. Má ơi, mới có một chút thôi vậy mà tưởng là thấy cả kiếp trước. Một lúc sau hai bố con cũng mò mò sửa xong cái đèn, điện lại rực sáng trong nhà. Còn chưa kịp vui thì đâu đó vang lên tiếng chửi như gào khóc. Ôi con ơi là con, sao mày ngu thế hả con? Mày bao nhiêu tuổi, có cái gì trong tay mà lại làm con người ta có bầu hả con? Thế đã mua tôm chưa? À mày nhầm, đã báo cho nhà đó biết chưa? Đó chính là tiếng chửi của mẹ thằng Liễu. Bà mới đi đâu đó về chạy thẳng vào trong nhà, vừa đi vừa chửi. Thằng Liễu đứng trong nhà nghe tiếng của mẹ thì tái mặt. Ông khóm đứng bên cạnh mặt khó hiểu rồi hỏi. Cái gì mà mới chòm tối, là hét om sòm thế hả? Đoạn ông nhìn qua thằng con trai của mình tiếp tục hỏi. Hình như là đang chửi mày hay sao đấy, chứ không phải chửi tao đâu. Ông ung dung bước ra sau nhà vì biết vợ ông không chửi mình. Ông cất giọng như đã châm chọc con. Thôi, cố gắng mà tận hưởng nha, ông giọt đây. Thằng Liễu đứng chết chân tại chỗ, mặt vắt đầy mồ hôi nuốt từng ngụm nước bọt. Ở bên ngoài mẹ của gã vẫn còn đang gầm lên. Ôi dồi ôi thằng Liễu, cái thằng Liễu đâu mày ra đây tao bảo. Mày nói tao nghe, mày làm gì con gái nhà người ta hả? Liễu nghe đến đây thì nhũn cả người đi. Như vậy là chẳng biết bằng cách nào bà Môn đã biết được chuyện của gã và My. Đành giấu thêm vài hôm để tìm cách, thế nhưng bà biết rồi còn đâu. Chuyến này thì chỉ có nước cạp đất mà van xin. Bà Môn đi vào bên trong, lăm lăm khúc gỗ mới nhặt được. Nếu nhìn thấy thanh gỗ trên tay của bà nhũn cả người, vì gã biết rằng bà chẳng lấy nó để hù đâu. Lỗ tai của gã ù đi nhanh chóng trong những tiếng chửi đồng. Mẹ mày cái thằng kia, tao dạy mày thế nào hả con? Tiếng khúc gỗ va vào người nghe đến chói tai, kèm theo đó là tiếng hét thê thảm của gã thanh niên ầm lên khắp xóm. Mẹ ơi đau, mẹ tha cho con. Bà Môn vẫn không dừng lại, vừa đánh vừa chửi. Mày nói mau, mày làm gì con gái như người ta hả? Trời đất ơi con ơi là con. Cứ như vậy bóng hai mẹ con dí nhau chạy vòng vòng quanh nhà, cùng với tiếng chửi tiếng xin thống thiết vang vọng. Bà Môn sau một lúc mệt quá chịu dừng lại, mắt ngấn lệ rồi hỏi. Thì bây giờ mày có chịu nói cho tao nghe không? Con nói. Và rồi các cũng thừa nhận chuyện cái My có thai. Bà Môn dù đã biết, thế nhưng mà nghe chính miệng của thằng quý tử nói ra, vẫn không chịu nổi, mặt đỏ tía tai suýt nữa tăng sông tại chỗ. Tính thằng Liễu cũng không phải là quá tệ, chỉ là hiện tại các còn quá trẻ, lại có phần ham vui với bạn bè. Giờ mà lấy vợ sợ lại chẳng ra làm sao. Đằng này cái My còn có thai trước khi cưới, đâm ra bà Môn càng trở nên lo lắng.
Cái bà bận không phải là chuyện thằng này làm con người ta có bầu, mà là gã cứ cố gắng giấu nhẹm đi, không chịu cho ai biết để tìm hướng giải quyết. Bà thương cái mi thân con gái thì bà nhìn léo rồi chửi. Cái thằng khốn nạn, mày làm con người ta ra như vậy mà còn im mìm không có chịu khai. Để mẹ và bố còn tính đường hỏi cưới nó, rồi mai đây cả cái làng này biết con bé phải sống sao hả? Hên cho mày đây không phải là cái thời đại người ta cắt tóc bôi vôi thả bẻ trôi sông. Chứ nếu không con bé phải biết làm sao? Sao mày không có suy nghĩ gì cho đó vậy hả? Con sai rồi. Bà Môn lúc này lại tiếp tục gằn lên. Mày còn không mau qua đó xem con bé nó thế nào? Nó đang mang đứa con của mày, mày còn đứng đây mà run rẩy hả? Có đáng mặt đàn ông không? Mì nó ốm mấy ngày nay, người nó gầy rộc cả đi. Thế nên tao qua đó cùng mẹ nó hỏi chuyện mới vớ lẽ. Cái thằng quỷ này, mau qua thăm con bé rồi lựa lời nó với ông bà bên ấy, để bố mẹ còn qua rước nó về. Không thể để con bé không danh không phận mà có mang như vậy được. Liễu Vâng Dạ lập tức chạy đi ngay. May mắn sau khi nói chuyện, cả hai gia đình quyết định cho hai người tiến tới hôn nhân. Sau hôm ấy, Liễu thường xuyên qua lại của nhà My, tình trạng của cô càng lúc càng trở nên tệ một cách kỳ lạ. Cô còn kể rằng đêm nào mình cũng thấy bóng ai đó đang đứng cuối giường nhìn chẳng rõ. Kẻ đó ban đầu cũng không nói một lời nào cả, chỉ có những hành động mà My nhìn thấy đủ để cho cô cảm nhận kẻ này đang muốn bắt đứa con trong bụng của mình. Đêm này cũng vậy, một giấc mơ nhưng có độ chân thực rất lớn là một lần nữa ùa về trong giấc ngủ. My sau một lúc trằn trọc thì mới chìm được vào giấc ngủ, lại giật bắn mình ngồi dậy miệng thở gấp. Chỉ mới ngồi chưa được một lúc, cô đã thấy trong mơ những hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Trong cái không gian tối tăm len lỏi chút ánh sáng từ mặt trăng hắt vào qua mấy khe cửa trong chính căn phòng quen thuộc của mình. Người đã sẵn mệt lại tỉnh giấc giữa đêm, khiến cho My càng thêm mệt mỏi. Thế nhưng trong tâm trí của cô, sự sợ hãi còn đang bao trùm do những hình ảnh man dợ đến kinh hoàng. Ở đó cô cũng thấy mình đang bị thứ gì đó làm cho tỉnh giấc, cảm giác giống như ổ bụng vừa bị thứ gì đó tác động nhẹ vào. Ban đầu My cứ nghĩ đó là đứa con trong bụng đang đạp. Thế nhưng nghĩ kỹ lại thì chắc chắn không đúng, vì cô mới có thai, làm sao có cái chuyện như vậy. Ấy vậy mà nghĩ lại cảm giác bụng của mình bị tác động thì nó hoàn toàn giống với con đạp trong bụng như các cụ vẫn thường nói. Nghĩ một hồi, My lại nhắm mắt ngủ. Ngay sau đó cảm giác có người lạ trong phòng đang nhìn mình khiến cô mở bừng mắt nhìn về cuối giường. Hơi thở càng lúc càng trở nên gấp gáp, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Phía cuối giường, khi mắt chưa quen được với bóng tối, My vẫn chưa thể nhìn thấy điều gì. Nhìn vào khoảng tối tăm mờ mịt, My thu chân người lại sát vật thành giường, hai hàm răng run rẩy va đập vào nhau. Việc mơ đi mơ lại giấc mơ ấy chẳng giúp cho cô giảm đi nỗi sợ, ngược lại còn càng trở nên kinh hoàng vào mỗi đêm. Thậm chí mỗi lần tiếp theo mơ thấy nó lại càng kinh dị và ám ảnh. Ngay sau đó, một hình bóng bắt đầu mờ ảo xuất hiện trong tâm trí của My. Cô đã tự mình hình dung ra được một dáng người mà qua mấy lần trông thấy, My có thể đoán được đó là một người con gái chỉ trạc tuổi của mình. Cuối giường, khi mà đôi mắt đã quen với bóng tối, mà dáng người con gái yểu điệu dần dần hiện rõ trong tâm trí của My. Cô gái với mái tóc thướt tha dài tới tận hông đang đứng lù lù ở đó. Ở bên ngoài và làn gió nhẹ xen lẫn qua khe vách làm cho mái tóc ấy tung bay nhẹ nhàng trong không gian mờ ảo. Những tia sáng từ ánh trăng chiếu vào đôi mắt đen láy, ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Ánh mắt đó sâu thẳm mờ mịt chứa đựng những điều gì My chưa thể tự mình hiểu được. Còn đang tập trung rắn chặt mắt để nhìn cho rõ thân ảnh đứng cuối giường, My giật mình vì bóng đen đó đang di chuyển từ từ rồi như tăng lên nhanh chóng. Cô lập tức dùng mình thu hẳn người lại, giọng đầy run rẩy: Dừng lại đi, đừng tới đây. Trong ánh mắt sợ sệt đến kinh hoàng của My, bóng đen vẫn không dừng lại mà chỉ có phần chậm hơn so với lúc vừa rồi. Nhưng độ đáng sợ đến từ những bước chân ấy còn tăng lên gấp mấy lần. Dù đã mấy hôm mơ thấy, My lúc tỉnh táo ngay bản thân cô trong giấc mơ vẫn có thể biết được rằng mình chỉ là đang mơ mà thôi. Tuy nhiên lúc này mọi sự tỉnh táo nhỏ nhoi cũng đã hoàn toàn biến mất.
My cũng chẳng hiểu vì sao chỉ ngay sau khi cô biết bản thân của mình có thai thì những giấc mơ đáng sợ như vậy luôn ùa về. Chỉ vài hôm thôi mà cô đã như người mất hồn, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Không biết sự thật những chuyện này có thực sự liên quan đến cái thai trong bụng không, thế nhưng mà chừng đó thôi cũng đủ khiến cho My như là kiệt quệ cả tinh thần và thể xác. Ngay lúc này đây trong giấc mơ, bóng đen lù lù tiến sát lại thành giường bên cạnh My. Cô dù nghe được tiếng chân lách cách ấy, vậy mà khi nhìn vào cơ thể mờ ảo của người con gái thì lại chẳng giống như cô ta đang đi, mà chỉ là đang lướt nhẹ về phía trước. My biết ngày sau đây sẽ là những giọng nói văng vẳng đáng sợ vang lên trong vô định bằng một chất giọng ma mị xoáy sâu vào tâm trí. Con của tao, mày trả con cho tao. Con của chúng mình đó anh, là con của chúng mình, anh đừng làm thế. Nghe giọng nói ma mị, My chỉ còn biết co rúm người lại, miệng mếu máo nói không ra hơi. Đi đi, đừng theo tôi nữa, đi đi. Đáp lại lời cầu xin của My chỉ vọn vẹn câu nói âm vang sâu thẳm. Con của tao, mày trả con cho tao. Con của chúng mình đó anh đừng làm thế. Đã nghe câu nói đó quá nhiều chỉ trong vài ngày, My khi bỏ qua nỗi sợ của mình mà nghĩ về nó, có thể nhận ra lời này dường như đang không hướng về mình, dù cho trong mơ chỉ có cô và bóng đen cô gái bên cạnh. Hai hàm răng đang đập vào nhau lệch cạch, lỗ tai của My tiếp tục nghe được câu nói đầy đáng sợ. Con của tao, mày trả con cho tao. Con của chúng mình đó anh đừng làm như vậy. Dồn hết sức lực cuối cùng, hai cánh tay của cô cũng có thể hoạt động được. My kéo nó lên bịt lấy lỗ tai vì không muốn nghe thấy câu nói đó nữa. Trước mặt bóng đen của cô gái với mái tóc dài đã đi, hay nói đúng hơn là lướt tới sát bên cạnh giường, đứng ngay trước mặt cô, rồi quay mặt lại nhìn thẳng vào đôi mắt sợ sệt của My. Bây giờ giọng nói âm vang kia dừng lại, thay vào đó là ánh mắt đen lấy bị ánh sáng chiếu vào rực lên một tia đầy lạnh lẽo. Cô ta đứng sát giường của My, hai tay còn nắm chặt lấy nhau, thì đột nhiên bung ra rồi chụp lấy phần hạ bộ của cô. My lập tức rú lên, thế nhưng chắc chắn cô chẳng thể phản kháng được gì, chỉ phát ra vài tiếng ú ớ cầu xin. Phía thần dưới cảm giác hai bàn tay lạnh lẽo gầy gập cầm chặt vào ngay đầu gối, rồi banh hẳn ra một cách bạo lực, làm cho My đau đớn gào lên, mà lại bị tắc nghẹt ở cổ không phát ra được. Lập tức đôi chân của My bị kéo ra một cách đầy thô bạo và đau đớn. Bóng ma của cô gái kia lại như leo hẳn lên giường, ập về phía phần dưới của My, rồi ngồi thụp ở đó nhìn về phía đũng quần. Ai chẳng để cho My phản ứng gì, liền chụp tay vào trong đó như đã xé rách cái quần, rồi thọc tay vào bên trong. My đau đớn chết đi sống lại. Bàn tay lạnh lẽo kia cứ moi móc tìm kiếm gì đó trong cơ thể của My. Trong ánh mắt đã ướt đẫm lệ vì cơn đau thấu tận xương tủy, My vẫn có thể lờ mờ trông được nụ cười quái dị đầy độc ác. Khi cảm giác bàn tay kia dừng lại không còn lần mò nữa, My lại cảm nhận được nhớ nó đang túm chặt thứ gì đó trong tử cung, sau đó dần kéo ra ngoài. Giống như mấy đêm trước, cảm giác đau đớn lại ập tới. Bây giờ nó lại còn đau gấp cả trăm ngàn lần so với lúc cô ta thọc thầy vào trong đó. Lúc đâm nó vào thô bạo bao nhiêu thì khi kéo ra bàn tay đó càng thô bạo hơn gấp trăm lần. Trong mơ My vẫn là hét kinh hoàng và đau đớn. Ngay sau đó lẫn vào trong tiếng hét yếu dần đi của cô còn có cả tiếng trẻ con khóc ré lên cực kỳ đáng sợ. Ánh mắt của My dại đi rồi cụp lại dính vào nhau. Những hình ảnh cuối cùng mà cô thấy chỉ là bóng đen phía dưới đang cầm trên tay một đứa trẻ sơ sinh bóp chặt, kèm theo đó là một câu nói: nó là con của tao. Một tiếng đạp cửa vang lên làm cho My giật mình tỉnh dậy. Tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng, người cô vã đầy mồ hôi. Mà mắt nhìn quanh, My thấy người vừa tiến vào là Lếu. Gã đêm nay vì lo cho cô nên xin phép ở lại đây và ngủ ở bên ngoài. Nằm ngủ gần nghe tiếng của My ú ớ trong phòng, Lếu phải đập cửa liên tục cho My tỉnh dậy mãi chẳng được. Không còn cách nào khác, Lếu phải đập cửa vào để trông xem tình hình. Chạy vội tới bên cạnh của My, gã gấp gáp hỏi: em có sao không?
em lại mơ thấy nó nữa à? Cô ta đòi bắt con của mình đi, em sợ lắm. Đến ngày hôm nay thì dù có là hư hay thực, My vẫn một mực khẳng định bóng ma đó đang bèo bám cô. Cả đêm ấy chẳng còn ai trong nhà ngủ được nữa. My thì phải cố hết sức mới có thể bình tĩnh hơn để kể ra những gì mình mơ thấy với một gương mặt để mệt mỏi. Dù biết đó chỉ là mơ, nhưng bởi điều này cứ lặp đi lặp lại, chắc chắn ảnh hưởng tới cô và cả đứa con trong bụng. Thế tình trạng của con gái, hai ông bà bố mẹ của My biết chuyện này không phải do bệnh tật mà liên quan đến vấn đề tâm linh. Nếu không mau tìm ra nguyên nhân và giải quyết thì chẳng biết mai đây chuyện gì sẽ xảy đến. Ở làng sầu riêng, dù ánh sáng văn minh đã bắt đầu len lỏi tìm về, nhưng giai đoạn này niềm tin về mặt tâm linh tín ngưỡng vẫn còn được người ta coi trọng. Bất kể những ai gặp chuyện không thể giải quyết bằng cách thông thường đều tìm tới mấy ông thầy cúng có danh có tiếng để tìm cách giải hạn. Ngày sáng hôm sau, hai ông bà đã rời khỏi nhà để đi mời ông thầy tánh ở làng bên qua xem tình hình của con gái. Mời được ông thầy, cả ba liền trở về nhà. Thầy tánh nhìn thấy thằng Lếu đang túc trực trong nhà, rồi lại nhìn qua con gái của ông bà chủ, cũng mập mờ hiểu ra chuyện. Thầy lúc này liền bảo: "Cô cậu đã làm chuyện đó ở nơi không sạch sẽ có phải không?" Bà Khoai nghe vậy thì đỏ mặt tí tai, nhưng không dám nói chuyện gì đó, vì đó là chuyện hơi nhạy cảm vào thời điểm này. Thằng Lếu lúng túng chẳng biết nói gì. My đang nằm mệt mỏi ở trên giường cũng đỏ mặt sau câu hỏi của thầy. Thầy tánh không nhận được câu trả lời lại tiếp tục nói: "Giờ không phải lúc để cô cậu giấu giếm mọi chuyện vì ngại. Này cậu trai, nếu cậu nghĩ tới vợ sắp cưới của mình và đứa bé trong bụng, mau nói ra cái nơi mà hai người làm chuyện đó, tôi mới tìm được chính xác căn cơ của chuyện này. Cậu còn giấu giếm thì cô ấy nắm chắc 9 phần phải chết vì bóng ma kia hút cạn dương khí. Khi đó thì người hối hận nhất chắc chắn bố mẹ của cô bé. Cậu đã nghĩ thông không?" "Dạ vâng, có nói à?" My nằm đó lại càng thu người hơn vì ngại. Lẽ cũng không muốn nói ra lắm, vì chuyện nam nữ ai cũng muốn kể cho người khác nghe. Tuy nhiên thì vì sự an toàn của vợ sắp cưới, gã biết mình không thể giấu. Lẽo sau đó nói ra nơi mà hai người đã trao cho nhau những thứ đẹp đẽ. Lúc đó không đâu khác chính là ở triển đồi, gần con đầm phía ngoài làng một chút. Thầy tánh nghe vậy thì bảo: "Được rồi, mau dẫn ta ra đó, không nên chậm trễ. Ta cần phải biết chính xác nơi đó là vị trí nào, và ở đó có tồn tại thứ không sạch sẽ hay không." Lếu gật đầu, sau đó hai người cùng ông thầy rời đi, còn bà Khoai thì ở nhà với My để trông chừng. Ra đến nơi, Lếu dẫn ngay hai người tới vị trí nọ. Đứng đó nhìn chung quanh, thầy tự nghĩ trong đầu một chút: chẳng trách chúng lại kéo nhau ra chỗ này, nếu là mình ngày còn trẻ thì cũng chẳng cưỡng lại được đâu. Thầy nghĩ như vậy chính là vì khung cảnh của nơi đây thực sự rất đẹp và lãng mạn. Mấy đôi nam thành nữ tu dẫn nhau ra đây tâm sự cũng không phải là chuyện gì quá khó hiểu. Duy chỉ có chuyện sau khi hỏi ra, thầy mới biết vốn dĩ chuyện này cũng rất bình thường. Bà nằm ngoài chẳng biết có bao nhiêu cặp đôi dẫn nhau ra đây để hẹn hò, và cũng không rõ có những cặp đôi nào đã trao cho nhau chuyện đó. Tuy nhiên chuyện như My gặp chưa từng có tiền lệ. Thầy tánh suy nghĩ một chút rồi bảo: nếu là vậy thì khu triền đồi này không hẳn là nguyên nhân gây ra chuyện. Khi bước vào nhà, ta cảm thấy có thứ gì đó đã tồn tại ở đó từ rất lâu, vì oán khí rất nặng. Cho nên nếu cả cái nơi này bị ám, chắc chắn không chỉ có mình cô bé gặp chuyện. Hai người kia nghe vậy thì gật gù. Thằng Lếu còn trẻ tuổi, cảm thấy lời của thầy nói đúng, vì thực sự nam nữ kéo nhau ra đây hẹn hò buổi tối không phải là ít. Không đoán già đoán non nữa, thầy tánh lật mấy đống cỏ lên nhìn vào mặt đất ngay vị trí thằng Lếu chỉ, và cả vài chỗ chung quanh, đoạn bảo: ông và cậu nhìn thấy gì không? Đất ở đoạn này thì sạch sẽ tơi xốp khi bị đào lên, còn ngay chỗ kia thì lại ẩm thấp đen kịt bốc mùi xú uế, có đoạn còn bị nhão đi. Chứ tôi hỏi ở làng mình gần đây có mưa không? Ông Lang nghe thấy thầy hỏi thì liền trả lời: dạ không thưa thầy. Như vậy thì đúng như ta nghĩ, con đồi này không có vấn đề gì cả. Chỉ duy có vị trí này là đang tồn tại một điều gì đó mà ta buộc phải tìm hiểu kỹ hơn. Nói đoạn thầy đi vòng chung quanh khoảng đất xong lại hỏi: cho ta hỏi hai người có ai sinh vào tháng 7 âm lịch không? Lếu vội trả lời: Con thưa thầy,
con sinh vào mùng 2 tháng 7 âm lịch. Như vậy thì tốt rồi. Xong thầy liền bày ra một số vật dụng để làm lễ. Tới một ít rượu chung quanh khoảng đất đã được nhổ sạch cỏ, lộ ra màu đen kịt, còn thoang thoảng mùi hôi tanh. Thầy Tánh ngồi xếp bằng chắp tay bắt đầu lẩm nhẩm đọc gì đó. Đoạn thầy nói với Lếu: "Cậu trai, mau lấy cây kim ở trước mặt ta châm vào ngón tay trỏ của cậu, rồi nhỏ ba giọt máu xuống đất." Lếu lập tức làm theo. Đứng im một bên, ông Lang hồi hộp chờ đợi, mong là thầy giải quyết được chuyện này. Một lúc sau, khi máu của Lếu được nhỏ xuống đất, gió từ đâu bắt đầu ùa về, khiến ông Lang và Lếu phải nổi hết cả da gà. Gió to đến mức hai người không thể đứng vững, còn thầy Tánh vẫn ngồi đó không hề hấn gì cả. Gió lạnh như vậy mà thầy trông như đang rất nóng bức căng thẳng, trên trán còn vã đầy mồ hôi. Mất thêm một lúc thì cơn gió mới dừng lại. Thầy Tánh mở mắt ra thều thào bảo: "Ở dưới này có một cái xác, hay nói đúng hơn là một bộ xương người. Đây là một cô gái chết từ khi còn trẻ. Cô ấy chết khi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Vì vậy nỗi oán hận mới nặng tinh như vậy. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà." Thầy đoán ra được những gì tồn tại tại đây, cũng phải than dài một câu. Hai người kia nghe tới đây thì tái mặt, xong thầy giải thích: "Để tôi giải thích cho hai người hiểu. Cô gái này chết trẻ vốn đã nặng nghiệp, lại thêm khi chết còn kéo theo một sinh linh khác. Tôi đoán người này không phải tự tử, mà là do có một bàn tay của ai đó gây nên. Oán hận chất chồng oán hận, nên linh hồn cô gái đó mới có sát ý mạnh như vậy." Xong thầy lại nhìn Lếu rồi bảo: "Cậu và cô bé mới chỉ nói là do đen đổi mà thôi. Chẳng thế nào mà lại làm cái chuyện đó ngay trên phần đất chôn cô gái này. Đâm ra lại vô tình cởi bỏ phong ấn mà kẻ kia để lại, nhằm khiến cho vong hồn cô gái không tìm về báo oán cho được. Sự hơn nữa là oán khí cô ta quá mạnh, nên mới tìm về ám cô bé vợ sắp cưới của cậu. Chuyện này may mắn chứ đi quá xa, ta vẫn có thể xử lý được." Ông Lang nghe thầy nói có cách thì vui mừng lắm: "Thật vậy hả thầy? Mau thầy giúp cho." Thầy Tánh gật đầu rồi tiếp tục nói: "Ông và cậu đây cho tôi hỏi, trước nay đổ tầm 10 đến 15 năm đổ lại đây, coi biến mất khỏi làng một cách bí ẩn không?" Không cần suy nghĩ, Lếu liền mau chóng nói: "Cái chuyện này thì con không rõ thưa thầy, vì xét vào khoảng thời gian đó con còn quá bé, không thể nhớ được gì cả." Gật đầu, thầy Tánh cũng hiểu vì thằng này còn quá trẻ. Rồi lại nhìn ông Lang, ông vẫn đứng suy nghĩ thật kỹ, mãi sực nhớ ra rồi bảo: "Đúng, đúng là hai đứa nó." Thầy Tánh nhíu mày không để cho thầy và thằng Lếu đợi lâu, ông liền kể: "Đúng rồi thưa thầy, cái đây hơn 10 năm mà con không có nhớ rõ. Lúc đó trong làng quả thật có người biến mất không rõ lý do, cho đến nay vẫn không quay trở lại. Là một cặp yêu nhau phải không?" Ông Lang lúc này nói: "Con nhớ là cái năm đó có hai đứa ở trong làng yêu nhau lắm. Phải nói là ngày đêm quấn quýt nhau không có rời. Chuẩn bị tính đến chuyện cưới xin ấy vậy mà tự nhiên sau một đêm, hai người biến mất không để lại dấu vết gì cả. Chẳng lẽ em..." "Đúng. Nếu ta đoán không nhầm, cả hai người không phải biến mất, mà là có chuyện gì đó khiến cuộc tình ấy tan nát, và kết quả là một người mãi mãi nằm ở đây. Người còn lại không rõ ràng đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Đau đớn hơn người chết đi, còn có cả một sinh linh chưa kịp chào đời." Cả ba đều thở dài sau câu nói của thầy. Đoạn thầy quyết định: "Thôi được rồi, tối nay chúng ta sẽ đào chỗ này lên. Đúng giờ năm cô ấy bị chôn vùi ở đây thì mới được. Ông về nhớ báo cho cả gia đình ấy biết, để họ có thể ra đây nhận lại người thân." Đêm ấy tất cả có mặt, gia đình của My cùng cả gia đình của Lếu, thêm vào đó là gia đình của ông bà thân sinh cô gái có thể đang bị chôn ở dưới đất. Hai người nghe tin thì nhũn cả người, vì cô gái đã mất tích hơn chục năm, giờ lại có khả năng bị chôn dưới mấy tấc đất lạnh lẽo. Mọi người đứng đó xem thầy làm lễ. Trước khi đọc chú, thầy căn dặn: "Mọi người nhớ kỹ, khi tôi còn đang đọc chú tất cả đứng im, không được nhìn ngó chung quanh hay phát ra câu nói nào. Nếu có nghe được tiếng gọi sau lưng cũng không được quay mặt lại, và không ai được nhìn thẳng vào mắt của nhau." Xong thầy lại quay sang nhìn hai ông bà kia rồi dặn: "Đặc biệt là hai người, dưới đó có khả năng cao chính là con gái ông bà, thế nên hai người không được phép phạm sai lầm. Ông bà hiểu ý của tôi chứ?"
Hai người kia nghe vậy thì gật đầu. Sắp xếp xong thì bắt đầu đập chú. Đúng như thầy nói, sau khi mà thầy nhắm mắt lẩm bẩm gì đó trong miệng, gió bắt đầu nổi lên. Nó rít lên từng đợt mà anh nghe thấy cũng phải nổi cả da gà. Tuy nhiên không dám nhúc nhích hay nói gì cả, theo đúng lời dặn của thầy. Không gian xung quanh mọi người còn đang rộng rãi thì như bị thu hẹp lại. Đâu đó còn văng vẳng những tiếng khóc than của cô gái trẻ, nghe lanh lảnh ma mị, chất chứa cả nỗi án oan. Con của chúng ta là con của chúng ta, đừng làm hại nó. Tiếng nói cứ văng vẳng vọng tới một cách vô định, lúc xa lúc gần, mà mấy người phải nghe tới cả chục lần. Ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Duy chỉ có hai ông bà, có thể là cha mẹ thân sinh của người đang bị chôn vùi bên dưới, và thầy Tánh có biểu hiện khác. Thầy thì vẫn đang tập trung đọc chú, còn hai ông bà kia đoạn đầu có chút sợ vì nghe giọng nói âm vang. Tuy nhiên sau đó bắt đầu cảm thấy chất giọng này lại rất đỗi quen thuộc. Người mẹ của cô gái bất giác suy nghĩ trong đầu: con ơi. Gió càng lúc càng mạnh, tiếng nói lanh lảnh cũng trở nên day dứt và xoáy sâu hơn vào tâm trí những ai nghe thấy. Liễu sợ đến nhũn cả người ra, phải cố gắng gồng mình để không phát ra tiếng động. Một lúc lâu sau thầy Tánh mới mở mắt ra nhìn mọi người rồi bảo: được rồi, mau chóng đào đất lên. Mấy người đàn ông nhanh chóng phụ nhau đào khoảng đất ấy. Đúng như thầy Tánh nói, thật sự có một bộ xương người đang nằm ở dưới. Hai ông bà nhìn thấy bộ xương thì cảm giác thân thuộc đã rú lên, mặc dù cô gái hiện tại đã không còn hình hài. Đào đường cái túi thơm mà con gái tưởng hay mang theo từ nhỏ, cũng chính là cái mà bà Hoa đang làm cho con. Nhận ra nó dù đang dính đầy bùn đất, bà quỳ dập xuống rú lên đầy đau đớn: con ơi, con làm sao thế đây ạ con? Chồng của bà cũng lập tức quỳ xuống cầm lấy cái túi thơm và cả đưa bàn tay gầy gập sạm đen của mình run rẩy chạm vào từng khúc xương của con gái. Con ơi. Thầy Tánh nhìn thấy cảnh này cũng khó mà cầm được nước mắt, vẫn chỉ im lặng làm nốt phần việc của mình. Đoàn thầy lắc đầu thở dài nhìn đi đâu đó rồi tự lẩm bẩm: con hãy dừng lại đi, đừng mang thêm oán niệm nữa. Xương cốt của cô cũng được cha mẹ nhận về, vì vậy hãy bỏ đi chấp niệm hận thù để sớm được đầu thai chuyển kiếp. Cứ cũng chưa làm hại ai, đừng cố dẫn mình vào tội lỗi. Một làn gió thoảng qua ngay sau lời nói của thầy. Đoàn thầy ghé gật đầu mà giãn ra rồi nói với ông bà Khoai Lang và cả Liếu: cô bé bây giờ đã được giải hạn, vong linh cô gái đó sẽ không đi theo nữa đâu, mọi người cứ an tâm. Tất cả đều gật đầu vui mừng. Sau đó ông bà kia cũng làm một cái lễ để đưa con gái trở về nhà an táng. Chỉ vài ngày sau đó, trong làng bỗng xuất hiện một gã đàn ông mà ai trông cũng có phần quen mắt. Kẻ này đột nhiên xuất hiện thần trí như hóa điên. Họ sau đó cũng nhận ra chính là tên đàn ông năm xưa đã ra tay với vợ sắp cưới của mình. Nguyên nhân chỉ vì cô đã có thai trước khi cưới. Khốn nạn thầy đó lại chính là đứa con của hai người. Và chuyện này cũng là ham muốn của gã ấy. Ấy vậy mà khi người yêu mang thai, hắn lại đổ hết tội lên đầu của cô và nhẫn tâm giết hại cô. Sau đó đem chôn cô tại chính cái nơi mà hai người trao cho nhau lần đầu, và thỉnh bùa đâu đó lèn về yểm khu đất ấy. Liễu và My đã vô tình làm chuyện nam nữ ngay trên đó, cho nên giải đi phong ấn kia để linh hồn cô gái tìm về báo hận. Đen đuổi cô ta qua oán niệm, cho nên lại ám lấy My trong tù hận. May mắn được thầy Tánh giải nghiệp, không để xảy ra chuyện gì. Cái đàn ông với thú tính và sự ích kỷ của mình sau bao năm lẩn trốn cũng đã phải trả giá, mà tự tìm về đây trong bộ dạng hóa điên. Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, cả ngày chỉ nhếch nhác chạy qua chạy lại trong làng lẩm bẩm gì đó, chẳng nhận ra ai cả, kể cả người thân của mình. Có một thời gian mọi chuyện cũng đã qua, My không còn mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ nữa. Sức khỏe cũng dần ổn định trở lại. Thằng lão thì suốt hơn chục ngày sau cái đêm ở trên triền đồi buồn bã ủ rột cả ngày chẳng muốn gặp ai. Mấy lần các cũng muốn qua gặp Giang để nói chuyện nhưng ngại nên lại thôi. Hôm ấy đi thất thểu trên đường đã gặp được ông Xiêm. Ông liền cáo láo lại rồi bảo: này, đàn ông con trai mà lại vậy hả?
Cậu làm gì để con gái tôi nó danh như vậy? Mau qua đó xem thế nào đi. Lão nghe vậy liền vội vã chạy sang nhà ông cụ Thuất. Và đến nơi gác còn thấy cả thầy Tánh đang ở đó. Thầy thấy thằng thanh niên chạy vào thì ngăn lại. Dừng lại. Lão phải gặng hỏi mãi thì mới biết thì ra đêm đó Giang không hề bỏ về như gã nghĩ, mà lại vô tình bị linh hồn cô gái kia che khuất. Dù gã chẳng thấy ai, nhưng thực ra Giang vẫn luôn ngồi bên cạnh chờ đợi lắng nghe người con trai mà mình thầm thương tỏ tình. Cả hai đều bị che mắt, thành ra ai cũng nghĩ đối phương bỏ mình mà đi về giữ chừng. Lão và Giang tìm kiếm nhau một lúc thì lại ngất lịm ở đó cho đến sáng, rồi mới tỉnh lại tự mình đi về. Thằng lão thì nghỉ ngơi xong là khỏe, tuy nhiên Giang lại ngược lại. Cô ốm đến tận mấy hôm, đến hôm nay mới tỉnh lại. May mắn chuyện linh hồn cô gái kia đã được giải quyết, cho nên Giang không gặp phải chuyện gì quá lớn. Ông cụ Tuất thấy cháu gái ốm mãi không khỏi, mới bảo ông Xiêm đi mời thầy Tánh về xem. Và đến nơi thì thầy liền ngỡ ra cảm giác còn làm chưa xong việc ở làng này suốt từ hôm ấy cho đến giờ là gì. Hóa ra là Giang cũng vô tình mắc phải oán niệm của cô gái chết trẻ. Mọi thứ kết thúc tất cả viên mãn. Lễ và My sau đó cũng tổ chức một đám cưới nhỏ. Lão và Giang nhận lời yêu nhau. Gã cũng quyết định lên thành phố tìm cơ hội thay đổi cuộc đời. Trước khi đi, lão có nói với ngay thằng chi cốt của mình và quyết định phải làm một vụ cuối cùng thì mới vừa. Đêm đó bộ ba Long lếu láo lèn vào trong nhà bà Sinh cuối làng. Đứng ngay gốc cây mít, Long và thằng láo trèo lên rồi dặn: "Mày ở dưới cảnh giác nha, tụi tao leo lên hái, xíu nữa tụi tao ném xuống răng mà đỡ, nghe chưa?" Thằng Lếu gật đầu ngắm nghĩ xung quanh rồi bảo: "Rồi lên đi, mau còn về không mũi nó chích." Hai thằng kia lập tức leo lên cây, vỗ vỗ vào mấy quả mít để kiểm tra xem quả nào đã chín mà mùi thơm đến như vậy. Được một lúc thì Long tìm ra rồi bảo: "Này quả này, mày đỡ dưới đít để tao cắt cho." "Rồi cắt đi." Một tiếng cắt ngọn vang lên trong đêm. Cuống của quả mít cũng liền bị cắt lìa. Sức nặng của quả mít làm đôi tay của lão phải hạ xuống một chút. Nặng quá không chịu được, lão lúc này bảo: "Này mau đỡ đi, giúp tao với, sắp rớt rồi." Long liền đỡ lấy nhưng vị trí của gã không tốt cho nên không vụn được bao nhiêu. Gã liền bảo: "Mau thả nó xuống đất đi." Xong rồi Long ngó xuống dưới rồi gọi: "Này chuẩn bị đỡ nha." Thằng Lếu bên dưới nghe vậy gật đầu trả lời: "Rồi nhanh lên, ta chuẩn bị xong rồi." Vốn chuyện ăn trộm thế này đã quen nên đỡ lấy quả mít không phải chuyện gì khó. Lếu cũng có cách để có thể đỡ lấy nó mà không bị đau. Thằng Lếu thủ thế xong ra hiệu cho hai thằng kia, mắt đang ngó nghiêng cắt lại chuột nhìn ở phía xa có bóng người đang đứng. Giật mình vì nghĩ đó là người nhà phát hiện ra ba thằng. Lếu lúc này lúng túng ngay hai thằng trên cây lại: "Từ từ đã, dừng lại." Hai cánh tay đằng thủ thế của gã thu lại. Hai thằng bên trên vừa định thả xuống nghe thằng bạn ngăn thì giật mình không kịp níu. Mấy bàn tay đỡ quả mít không còn giữ được nó, thằng Long vội la lên: "Chạy đi." Phía dưới thằng Lếu còn đang tập trung tới bóng người không kịp phản ứng. Ngay lập tức tiếng quả mít rơi xuống và đập vào thân cây, rồi dội thẳng vào đầu của Lếu, xong mới lăn xuống đất. Cứ may quả mít đập vào thân cây mấy lần cho nên lực không còn quá mạnh, nhưng mà chừng ấy cũng đủ để cho gã kịp rút lên một tiếng rồi nằm sõng xoài ra đất ngất lịm. Trước khi ngất đi vẫn còn kịp nhìn thấy hai thằng khốn nạn đang bám trên cây mít mà chửi: "Mẹ thì sư tụi bay." 20 năm cuộc đời với bao chiến tích ăn trộm vặt, đây là quả mít đầu tiên đáng giá hai ngày bất tỉnh nhân sự của Lếu. Khi tỉnh lại, trên trán của gã vẫn còn in dấu vết của quả mít để lại. Quay trở lại đêm ấy, khi quả mít rơi trúng đầu của Lếu, thằng Long trên cây nhăn mặt từ cảm nhận cơn đau mà nói: "Ôi chú cha, tiếng ở đây mà trong Sài Gòn còn nghe thấy." Long chấp miệng cảm thán như để chia sẻ nỗi đau của bạn. Tất nhiên ba thằng cũng bị bắt tại trận, nhưng cũng không phải chuyện gì nặng cả. Lếu cũng không bị gì quá nặng, chỉ có Long và lão là người khiêng nó về mới cảm thấy nặng mà thôi. Lếu tỉnh lại một lúc lâu mới bắt đầu nhớ ra chuyện đêm ấy, khi nhìn thấy cô gái đứng phía xa. Nghĩ kỹ lại thì đó không phải là người nhà kia, mà lại là một người khác quen thuộc trong tiềm thức của mình. Suy nghĩ một hồi nhớ lại cô gái xuất hiện, rồi cúi đầu như cảm ơn mình,
thì Liễu nhận ra đó chính là linh hồn cô gái chết đã ngoài triển đồi. Cái nhận ra vì ngày bé cũng thường xuyên gặp người chị này, thì ra cô ấy chỉ hiện ra để chào cảm ơn. Kể ra thì ai cũng nói mình mơ hay nhìn thấy cô gái cũng cúi đầu cảm ơn mình như vậy. Chỉ trách là chị gái lại hiện ra không đúng thời điểm, làm cho Liễu ăn trọn quả mít vào đầu, bất tỉnh tê tận hai hôm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.